sáng ngày 5 tháng 5, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 quốc gia, là kiểm soát chống buôn lậu Thu vực miền Nam, đội 3, cục điều tra chống buôn lậu, tổng cục hải quan khám xét hai container tại cảng Cát Lái, phát hiện một khối lượng lớn xe máy cùng thiết bị điện tử nhập lậu. Theo ông Ngô Văn Thụy, đội trưởng đội 3, hai container nói trên nằm trong tổng số 50 container mà đơn vị này vừa đà soát và giữ lại trong vòng 1 tháng qua. Tất cả số container nói trên đều thuộc dạng hàng đã qua sử dụng quá cảnh trung chuyển qua cảnh các lái. Ông Thụy cho biết, trong thời gian vừa qua, lực lượng hải quan phối hợp với các đơn vị liên quan liên tục phát hiện, bắt giữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và phía Bắc lượng lớn hàng cấm đã qua sử dụng. Ông Thụy nói, qua truy xét, đơn vị đã tạm giữ và triển khai nhiều biện pháp để xử lý với hàng quá cảnh thẩm lậu về Việt Nam, từ Việt Nam sang Campuchia và sau đó được đưa ngược trở lại. Thực tế cho thấy lâu nay lượng hàng cũ vẫn đều đặn được trung chuyển, trong khi đó hải quan địa phương hiểu hàng trung chuyển này theo quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư liên tịch số 8 là hàng trung chuyển chỉ cấm vũ khí, ma túy và những chất thải nguy hại. Tuy nhiên, điều 241 luật thương mại lại được quy định đối với hàng trung chuyển là một loại hàng quá cảnh. Hướng dẫn của nghị định 187 là ghi rõ đối với hàng hóa cấm nhập đầu, nhập khẩu có điều kiện được phép quá cảnh sang lãnh thổ Việt Nam với điều kiện phải có giấy phép của Bộ Công Thương. Ông Thùy giải thích. Lãnh đạo đòi 3 Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan cho rằng trong khi đó hải quan địa phương đã hiểu chưa đúng quyết định 37 của Thủ tướng, những người chủ hàng đã lợi dụng sự chưa hiểu đúng của hải quan địa phương với quyết định 37 của Thủ tướng về thí điểm hai điểm trung chuyển trong nội bộ đối với cảng cái mép và cảng cắt lái nên tiến hành đưa về gần như toàn bộ hàng cấm. Ban đầu, ước tính lượng hàng hóa trong số container bị tạm giữ có giá trị gần 100 tỷ đồng. Hiện số hàng từ Nhật và Mỹ này đang bị lực lượng chức năng kiểm đếm, lập hồ sơ xử lý.